Rồi, đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Cái này cũ còn nhỏ. Dễ nhổ. Nó có xốp dễ nhổ. Vô mưa tới, mưa tới. Rồi mưa 5 găm rồi. Vừa mưa 5 găm mà vừa nắng luôn. Là dứa sắc nhà. Giờ mình cắt vài lá mình đem vô mình nấu cho nó thơm thơm mùi lá dứa. Nhiều đây là nấu thơm phức luôn á. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em. Hôm nay mình làm cái món là chè chuối nha cả nhà. Chè chuối mà cũng gọi là chuối chưng nữa đó. Thì cái món chè chuối này thì có là chuối nè. Rồi có khoai. Thì khoai thì có người làm khoai mì không cũng được, hay là khoai lang không, khoai môn không cũng được. Còn mình thì có ba thứ, cho nên là mình làm ba thứ vô một chỗ luôn. Rồi có lá dứa, rồi bột bán, bột khoai. Bột bán, bột khoai thì mình đem đi ngâm nước. Còn bây giờ đây là dừa khô. Dừa khô á, thì mình đã nạo ra rồi, để đây lát mình vắt mình lấy cái nước cốt á. Rồi bây giờ mình làm chuối. Trước hết là mình lột cái chuối ra. Mình để mình ướp nó với muối, đường muối cho nó thấm. Rồi trong thời gian mà mình ướp cho nó thấm á, thì mình đi làm ba cái khoai đồ sau. Rồi chuối mình đã lột xong rồi đó. Giờ mình cho miếng muối vô. Đợi hơi nhiều một chút nữa không sao. Cho nó cái chú chín này nó hay có cái hậu hơi chua chua, cho nên muốn để cứng cứng chút xíu. Rồi mình cho đường vô luôn. Rồi để đây mình trộn lên cho nó đều, cho nó thấm. Mình để đây khoảng chừng nửa tiếng. Sốc đi. Rồi để đây đi, lát nó tan đường ra nó thấm vô. Cho cái lá dứa vô đây. Khoai thì khoai lang, khoai mì, khoai cao vô đây hết. Rồi bây giờ mình cho nước cốt vô, gọi là nước cốt giảo đó. Rồi giờ mình bật bếp nấu. Bật bếp bên đây để mình xào chuối. Giờ chuối mình cho vô đây mình xào. Rồi giờ mình để vô cái chảo nè, mình xào để cho nó thấm đường, cho nó chín chuối cái luôn. Chuối á, mà cái lúc mà mình ướp chuối á, ai nhà ai có rượu trắng á, thì để vô một miếng rượu trắng nữa thì cái chuối nó màu nó đỏ hơn. Còn không có rượu thì thôi, mình á, không có rượu cho nên là mình không có để. Rồi mưa nữa. Mưa tiếp. Giờ là mình đã nó đã rút cạn vô trong chuối, đường nó rút cạn vô chuối hết rồi nè. Rồi đó, giờ là mình tắt bếp được rồi đó. Hồi bốc mùi lá dứa luôn, nghe mùi lá dứa nó thơm thơm rồi đó. Giờ để mình coi cho nấu cho nó chín khoai đi rồi mình để chuối vô. Chuối vô.
rồi nó sôi, nãy giờ chuối khoai rồi nó đã chín hết rồi. Bây giờ mình cho đường vô. Thì đường á, thì tùy theo mỗi nhà ăn ngọt hay lạt gì đó, mình nêm nêm từ từ vô, thấy vừa ăn của khẩu vị mỗi nhà là được rồi. Bây giờ lá dứa thì nó nãy giờ nó cũng đã ra thơm, mùi thơm hết rồi, giờ mình vớt nó ra luôn. Cho bột khoai vô luôn, bột khoai với bột bán vô, bột khoai bột bán thì nó mau chín lắm. Rồi bây giờ các thứ trong đây nó đã chín hết rồi, giờ mình cho nước cốt nhất vô luôn. Rồi nó sôi lên rồi, xong rồi nè, giờ mình tắt bếp múc ra ăn thôi. Chuối này trái nó nhỏ nhỏ cho nên mình không có cắt ra, chứ trái lớn rồi phải cắt ra. Trái này cũng vừa ăn rồi. Và chuối hay còn gọi là chuối chưng, mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Lâu lắm rồi anh mới ăn lại chè này. Chè này anh nấu ngon quá. Tơ chuối ướp á, thấm đường. Không có bị chua. Nhặt chén là thì hai trái chuối nè. Cúp điện rồi. Trời chỉ mưa cúp điện cho nó tới hụt. Mấy bữa nay là mưa suốt. Bị ảnh hưởng bão rồi. Rồi mưa tới nữa rồi. Vợ mình mới dính được con cá. Cái đó cá mẹ. Đứa em trai kia câu để đây nè, dính hai con cá cha đã ha. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ồ,
dính con cá nữa rồi kìa. Hả? Xin nó kìa. Xin người con nhiêu đó. Ôi ơi. Ôi ôi. À, phao đã nhúc nhích chờ đợi con cá gì đây. Mấy anh em câu bữa nay dính cá tra quá nhiều luôn, thấy ham luôn. Đây, coi coi mình dính con cá gì đây nha. Hồi hộp chờ đợi đó, để nó ghi lâu lâu hả? Rồi đừng nó buông ra rồi nha. Nó nghe nói kìa, dính nữa kìa. Ôi ôi đã thiệt, đằng đằng dính cá tra nữa kìa. Ồ, bữa nay khu vực sông này câu anh em câu quá nhiều cá tra luôn, còn mình dính cá gì đây? Con phi có chút. Cá gì đây? Cá con phi có chút. Dính cá tra ơi, mình dính cá con phi có chút à. Thôi con máy dính cái tao không? Ừ. Đây con cá con phi. Rồi vậy được con cá con phi với con cá mè. Dính cá tra nhỏ nữa. Ồ ồ ồ ồ vô con cá. Dướng cần câu lên trên dây điện. Con nữa kìa. Dính con rồi, dính con nữa về à, bữa nay anh em câu được quá nhiều cá luôn. Nửa xô cá tra này luôn à. Mày mua cho tao 5 tay lưới, lưới lộn trước gửi á. Mày mua 5 tay, 1 tay, 5 thước về tao dăng cái ta là quá trời dưới sông rồi. Chứ câu không lại mấy ông này con ngồi thôi, mày mua lưới về đây tao dăng hết luôn á. Dính con cá nữa, anh em dính cá nữa rồi. Đã quá dính con nữa rồi. Bữa nay anh em câu dính cá tra quá nhiều luôn. Tìm nước mà được đó, nó đặt cái tên. Ồ, dính con nữa. Ồ, bữa nay dính quá nhiều. Ồ, dính liên tiếp luôn hả? Có cần đại ăn nữa ăn vui vậy kìa. Lẹ gì? Không dính. Đưa đâu vậy?
Dính con cá nữa. Ồ, hay quá. Dính dính cá nữa, hay thiệt. Rồi. Ồ, hay quá, dính cá nữa. Dính cá quá nhiều luôn, quá đã luôn. Hay quá. Ô, dính nữa, hay quá. Ô, vậy là phao đã nhúc nhích hả? Hồi hộp chờ đợi. Hy vọng nãy giờ ngồi lâu quá chưa dính cá. Ô, hay quá, dính con cá nữa rồi. Rồi, dính được con cá nữa rồi. Rồi, hay quá, dính con cá nữa rồi. Thêm con cá nữa, đã quá, hơn nổ xô rồi. À, rồi nãy giờ chờ đợi cuối cùng cũng dính được con cá, dính không hay luôn hả? Em trai kia dính con luôn nữa kìa. Rồi được thêm con cá cha nữa. Dính tiếp một con nữa, bữa nay dính thấy hàm luôn. Bữa nay khu vực sông tập trung ở đây, anh em câu cá dính quá nhiều luôn. Ở đây giờ này đi câu là giống như đi chợ vậy. Mình đâu có câu. Dạ, mình chia những người coi đi. Những người bắt về con đi. Rồi dính câu nữa. Vậy đó, mà nãy giờ làm sao? Câu này à? Con cá bạch đó. Trời ơi, cái kìa. Mình tới chiều nó nhảy, tới chiều nhảy đường cá nó nhảy. Dính nó kìa. Vậy cây ô dính cá nữa. Bạn ơi nuôi không thấy mê luôn, dính cá thấy mê luôn. Bỏ cái ra mà cái gì có bỏ lưỡi này câu dính. Thôi đi về đi, đi vô chợ mua con câu ra câu này. Dính con cá nữa. Rồi tiếp tục dính nữa.
đi cái dính con hay gì. Tiếp tục dính nữa. Rồi, gãy cần câu luôn rồi. Không, vuột rồi, vuột cá rồi. Trời ơi, đây gì dòng rụm vậy? Vuột. Quá chịu nổi vuột rồi. Cá sẽ nhịn nó vuột nhóc luôn ha. Ừ. Sâu lên vuột xuống, vuột xuống nhóc. Nghĩa này vậy. Đó, hay quá, dính được con cá. Ừ. Thế cũng dính khơi. Chuyện mưa nãy giờ, bây giờ bắt đầu mưa. Yên gu à. Nằm yên gu cho chở đi chơi ha. Nãy giờ bé Như chạy tới chạy lui, nó nằm im ru chờ chở luôn. Trời ơi, nó nằm im quá, nó nằm ngủ luôn à. Mưa nãy giờ trên nửa tiếng mà chưa dứt mưa luôn. Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.